với những giai điệu đặc chất dân gian từ những làn điệu của dân ca Trung Bộ, nhạc sĩ Trần Quý đã đưa người nghe dạo chơi giữa không gian tươi mới của mùa xuân trong hòa tấu Du Xuân. Thừa hưởng tiếng kèn đẹp đến mê hồn của người cha, nghệ sĩ Ngọc Anh đã cho người nghe nhìn thấy vẻ đẹp mênh mang của đất trời và những dung cảm của con người trong tiết đầu xuân. Nghệ thuật không bỗng dưng có được một tài năng. We'll be right back.